Các bác nhá, hôm nay em lại tiếp tục đi đánh lùa. Hôm nay lại lấy con máy về rồi anh em ạ. Và hôm nay sẽ đánh cây cần Daiwa 24. Hôm trước đánh ở cây cần 21. Hôm nay đánh cây 24 anh em ạ. Hôm nay đi vào mấy cái chỗ mà kiểu úi. Chú kia có con anh em ơi. Có con, chú kia có con. Hôm trước là đánh cây cần 24 thì hôm nay lấy cây cần 21. Úi, nó vẫn kia anh em ơi. Nó vẫn kia. Úi, đây rồi. Đây rồi. Bé quá anh ạ. Bé quá. Bé xảy rồi. Bong rồi. Cái mồi, con mồi hôm nay hơi to. Cuốn mất ngọn cần rồi. Đớp rồi. Đớp chờ rồi anh em ạ. Con này bé. Đâu đít mồi. Ui rồi đây rồi. Anh em ơi, trong kia. Anh em ơi, kìa. Nó tạp to quá. Con này bự này, con này bự này. Đứng đây. Đứng trong này ném ra. Rồi. Chuẩn bị ấy. Ui đớp trượt anh em ơi. Đớp trượt. Chưa rồi. Chưa rồi anh em ơi. Ui. Lại này. Làm lại này. Con to thiếu đớp trượt anh em ạ. Lại trượt. Để em thay con mồi khác nhá. Thay con mồi khác, con này to quá. Mồi to quá anh em ạ. Thay con mồi khác. Để em chơi con mồi này. Úi. Trượt nữa không? Trượt nữa không? Đóng rồi anh em ơi. Khá đây anh em ơi. Úi trời. Nó đớp phê luôn anh em ạ. Con này khá. Ai trời. Được. Được anh em ạ. Mày. Úi. Thay mồi phát dính luôn. À, có một cái này quan trọng anh em ạ. Nhiều anh em mới chơi thì bảo sao lua không được và cá táp mà giặt không được là nguyên nhân này. Thứ nhất là anh em kéo, chẳng hạn như là anh em kéo ví dụ anh em ném nhá, thường thường sẽ ném theo rìa này và những cái tràn cỏ này đó, và những phát nó đớp ạ. Những phát nó táp cá con thì sau đó anh em sẽ ném đúng cái đường đấy cho em. Ném vài đường mà không được thì ném tiếp. Xong lại ném cho đường khác. Ném đường khác không được, ném tiếp đường này. Trở lại đường này. Chẳng hạn như này nhá. Thì em sẽ ném đường này. Ném chán tay đi, đúng không? Ném chẳng hạn không có thì mình cứ ném dần. Ví dụ chẳng hạn nó gần, ví dụ chẳng hạn đây là tràn béo nhá. Đây là tràn không. Mình cứ kéo, kéo lũ suốt.
Thì khi mà con sộp nó nghe, con chuối nó nghe tiếng động thì nó sẽ bò dần ra. Bò dần ra thì nguyên một đường anh em có thể câu được nhiều con. Nhưng tùy vào chỗ nhiều bèo thì cá tụ trong bèo thì nó sẽ bắt tiếng động, nó sẽ ra. Nếu anh em lua thì mới đầu thì anh em không thấy nó ra thì anh em nên lua bằng con, một là con nhái nhảy, hai con nhái lắc, ba con nhái xoáy, để cho nó kêu tiếng động càng mạnh thì càng tốt. Sau đó thì lua chậm dần lại, mới đầu sẽ lua nhanh, sau lua chậm dần lại, để lúc đó sẽ con cá sộp nó sẽ quanh gần đấy rồi, nó ra gần cái đường mà mình lua nhiều rồi thì mình sẽ lua chậm lại. Chẳng hạn thấy con cá lù theo thì anh em sẽ dừng đi chậm lại, không quay nhanh nữa mà đi chậm bớt lại, hoặc là nhấp nhấp đầu cần để cho nó kích thích con cá nó ăn, kích thích con cá nó ăn mồi. Thường thường đi đánh sộp này thì nhiều anh em đánh bảo sao là những cái phát mà không ăn rồi giật không được. Thứ nhất là một là cá con, mồi bé thì đánh được, nhưng mồi to sẽ không giật được nó, vì con cá nó chỉ đớp mồi thôi. Mồi anh em khi đớp anh em phải nhóng dây, nhóng dây cảm thấy dây căng thì lúc đó anh em giật, còn anh em chưa thấy dây căng thì kiểu con cá nó ăn nó sẽ có tự đưa kéo dây đi thì anh em giật. Khi đớp xong anh em phải dừng lại nhé, dừng lại trong vòng, dừng như anh em xem video anh em biết, dừng lại phát là nhóng dây, nhóng dây xong bắt đầu là thấy nó căng bật luôn, là lúc ý những phát thì nó sẽ nuốt vào mồm rồi. Mình nhóng dây thì khi động phát là nó sẽ nuốt sâu hơn. Thường thường nếu đánh con nhai thật, trước em chuyên đánh nhai thật, em thì cũng chẳng phải là giỏi đâu, nhưng mà cũng hay đi câu ngày xưa, từ ngày trước rồi thì cũng biết một chút kinh nghiệm. Nhiều anh em mới chơi sẽ không biết thì em sẽ chia sẻ, nếu anh em nào mà thấy không ấy thì anh em thông cảm, vì theo cách của mình thì đánh nhai thật thì anh em càng ném nhiều nhiều một đường cạnh đường bèo thì càng tốt, vì con nhái thật nó tiết ra chất tanh, con cá nó sẽ theo đấy và nó sẽ chờ để nó ăn. Khi con cá khi đánh được con cá bằng nhái thật thì anh em nhóng dây đớp phát, xong anh em nhóng dây xong thả đấy. Ví dụ chẳng hạn đớp vào phát anh em nhóng dây này, nhóng dây phát thả đấy, nhóng dây để cho nó nuốt sâu hơn, để đấy. Kể cả anh em châm xong điếu thuốc anh em giặt vẫn thoải mái. Đó, đến tầm này này giặt bụp đấy, như kiểu đấy. Hoặc có thể anh em cho lâu hơn thì nó sẽ ít sỏi. Riêng đánh nhai thật thì nó sẽ nuốt sâu hơn, con nhái giả thì này, mình sẽ đánh nhanh hơn. Ví dụ con nhái giả nhá, chẳng hạn như này. Đây. Đây, ví dụ chẳng hạn em lua này nhá. Ví dụ lua này, đớp bập phát anh em dừng. Dừng hoặc anh em xả pun này. Xong anh em nhóng dây này cũng được. Em thì em không nhóng, em toàn thế này, nhóng nhóng đồng ngọn đầu cần, nhóng nhóng phát. Xong là thấy căng căng, quấn gần mái phát. Nhóng luôn. Đấy là kinh nghiệm của em. Còn nếu anh em nào mà biết kinh nghiệm rồi thì thông cảm cho em với nhá. Ok, sẽ đi tìm đường khác anh em nhé. Anh em ạ, mình đang câu đằng kia, vừa được môn sộp ấy, thì có anh em điện báo là có chẽm đớp cá con và cá măng đớp cá con, thì em chạy về em lấy cám anh em ạ. Lấy cám mang ra để tung mặt, tung mặt để cho nó đến nó đớp cá con để lua thử xem được không. Anh em sẽ theo em nhé. Đây đường đi thì vừa rồi đất nước lên này, đất nó bồi này. Đây anh em, đất bồi về nước cứng mặt rồi. Đi được rồi anh em ạ. Anh em này, dùng tạm từ con mồi này ạ. Vừa nghe tiếng đớp à, khả năng không phải sộp, có khả năng chẽm hoặc măng thật. Ui, thua đúng không anh? Ấy da. Ý.
mắc kiểu gì đó. Đuổi theo đớp rồi, nhưng mà lại đớp con cá khác đuổi theo mồi mình rồi đấy. Ui xôi, to phết đấy. Đây rồi, dính rồi. Không thấy con gì. Tính rồi anh em ơi. Ôi đừng chạy đấy. Mang vào lưng. mang bé anh em ơi. Mày. Cuối cùng vẫn phải được. Nhưng vẫn chưa phải vào mồm. Măng đây nhiều thật nhưng hơi bé này. Ây da. Mới ăn măng mà em lu mỏi tay không ăn anh em ạ. Khôn quá. Bây chuyển sang đi lua cá chuối. Chuyển sang lua sổ. Đây, đây rồi, con đầu tiên. Con đầu tiên. Ôi sao?